Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm, anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo gơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Rồi hay quá, hay quá em gái. Dạ hay ạ. Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng biết hát chút xíu, còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Đi làm thì hồi đó giờ em cũng ít có nấu ăn cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm, em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. À vậy á, thì hát đối lại bển đi. À, cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Đáng lý bữa nay là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi em hát đi. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Bữa nay làm sao mà trễ sáng. Mình giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Vâng, là nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo, em vô sĩ ở chợ. Cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Vậy hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn à. Nói quá trời nói luôn á, mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết trơn, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau gì cũng có. Đi hết luôn. Dạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn. Dạ, năm nay em 30 tuổi. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Dạ anh thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không có thành vấn đề gì. Miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Nửa đời hạnh chưa không? Có nửa đời, giờ còn lo nửa đời còn lại. Lo xa quá. Dạ. Em có gì nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không anh, em chỉ bỏ sĩ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Bây giờ mình bỏ sĩ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang em hả? Dạ đúng. Tiền Giang đó. Quyền nào? Dạ hiện tại nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông, còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành gần Mỹ Tho. Em ơi, hiện tại em đang làm gì em? Hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. Vậy đó hả? Hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? Đúng rồi, anh ở Sóc Trăng, xã Vĩnh Tân, đó là giáp ranh với Bạc Liêu, giáp ranh với cái thành phố lớn á. Thường thường đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ ca cổ thì em làm được. Ca cổ sao đâu lên câu coi. Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm, anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo gơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa?
Em ơi đọc thư em anh mừng muôn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Rồi hay quá. Hay quá em gái. Dạ hay ạ. Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng biết hát chút xíu, còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Đi làm thì đó giờ em cũng ít có nấu ăn cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm, em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. À vậy á, thì hát đối lại bển đi. À, cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Đáng lý bữa nay á là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi rồi em hát đi. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò. Chỉ có một chuyến xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ. Em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á, em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa em đi làm gì Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Thành ra em ơi nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Ê, bạn trai em phải cho bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền mà đã từng có gia đình trước á, là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu, em chịu. Thời khoảng chừng năm mấy thì vợ nó cứ lèn ngày lèn hoài, nó đi xuống rồi lên, nó về hoài vậy đó. Sanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chả xong rồi xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn mà. Xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe, từ cái trong cái ngã năm mà đi ra rồi thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương, thiếu đi cái tình cảm của người cha, thì em rất là buồn luôn, em thấy nên là con tim chết lặng vậy đó. Giờ nói chung là em mong tìm một cái người bạn để chung chí hướng để xây dựng một tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc và trên thuận dưới hòa, trong ấm mà im. Gia đình vậy là hạnh phúc rồi, đừng có mà có chồng rồi mà lèn èn không được. Em nói thiệt, em ghét ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em. Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa là lâm xanh mà thương xưng nương á. Mẹ chồng học thương quýnh chết tại ngã ba đường mà Hồng Khôn á, em phò chạy lâm xanh á. Còn bây giờ không có anh, sao mình yêu đương gì cái hình tướng, mà còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Rồi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ Trần Minh mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó, lo cho ăn học Đỗ Trang Nguyên đó. Người si mà Đỗ Trang Nguyên rồi hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà Trần Minh không dịch lụa đó ha, Trần Minh cố chú vậy ha. Dạ đúng rồi, rồi. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia, em cũng từng có gia đình rồi. Ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. Vậy á. Hiện tại thì em đang có hai bé trai và bé gái. Bé gái thì ở về bên pháp lý thì bên cha, còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á, thì em thì đi làm, em ở trên đây. Còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à. Cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bắt ai hết. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung, rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào? Em mong muốn là một cái người phụ nữ phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười, phải giữ gìn ý tứ, nói năng mà sổ sàng, bữa củi phân ngang,
cha mẹ nói thì cha mẹ thì lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la, chứ đừng có mà hả ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nữa thiệt. Vậy cho bây giờ em mong muốn là cái người đàn ông của em á là sau này sẽ như thế nào? Em cũng chỉ là mong một người có thể lo cho gia đình được, không có quá nhu nhược quá, có thể quyết đoán được trong mọi chuyện. Cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Không nói nhiều chút được không? Dạ không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Luôn rồi đó. Em còn, đó em còn nói nhiều hơn em nữa. Nên nói đúng nha, đừng có nói bậy. Nói nhiều thì nói đúng, nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em không thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường thường ngày em nghe sách của huynh huynh trưởng Bế Thiện á. Nghe ngày nào cũng về hợp với mẹ em lắm. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao, lại về là có em có sợ làm dâu không? Có ngại làm dâu không? Dạ không, đó giờ em cũng không có sợ, nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu, thí dụ như có sai thì cứ em tán em thì thích là sai thì cứ việc nói liền. Có vấn đề đấy em yên tâm em ơi, em không nói thích chung mà là rất nói là sau lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không có vừa lòng là nói ngay mặt, cứ nói nghe. Ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, người ta đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Chị đồng nghiệp đúng không? Dạ. Em là Huệ Ngọc, em xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, và chào khán giả và chào bạn em trai. Em là đồng nghiệp của Giàu. Chị thấy em trai này cũng được thì em hai đứa tìm hiểu. Vậy ổn rồi. Em đi với ai em trai? Hôm nay là em đi với em ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào chị, chào quý vị khán giả. Dạ em thấy chị gái này dễ thương, xinh xắn, hiền đó. Anh em thì ngoan, hiền, chịu khó. Em mong là anh chị hay anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ. Thôi, rồi, mở rào. Bắt đầu nha, nhiệm vụ của em đó. Có thể lên cầu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không? Bước tới lên cầu vòng cổ luôn được không? Cầm quà tới đưa luôn. Đứng lên tặng quà kìa. Bắt đầu. Anh em tặng em đặc sản Sóc Trăng với một hộp kẹo của Bến Tre. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương, đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này thì không có giá trị nhiều, nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì thí dụ như ở nhà thì có em, nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng rồi em. Nhà em cũng có nuôi. Ủa nãy em nói đâu mà anh nghe không rõ? Huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ. Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy làm sao? Nói chung là em thấy em này rất dễ thương. Nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó. Nói chung là nói chuyện em thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Thấy thì được, nhưng mà có cái là em cũng hơi hơi ngại cái vụ tuổi tác á. Em sợ là đâu có vấn đề đâu em. Tuổi tác bây giờ trên lệch 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi rồi đâu. Ông bà mình nói nhất gái hơn hai, gì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó, là nhất luôn á. Nói chung là thông qua chương trình này, anh từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây, là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em ở đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. Quyết liệt rồi đó. Nhưng mà em quan điểm hôn nhân gia đình thế nào, nói cho cô gái nghe đi. Em mà về, nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung là anh có thể kiếm cho em. Nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn, còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên. Em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em, nói chung yêu thương hết. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 gái 1 trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có 2 anh em thôi, anh trai với em thôi. Và con anh sống với anh hay sống với con anh hiện anh? Tại là nó sống với anh mẹ nó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ré cho tiền. Nói chung là tình cảm cha con. Em với anh có duyên á,
Thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em đang cũng đang nuôi một bé. Không đâu, anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông là không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng nói xung quanh. Em ơi, anh thì nói một thì một, hai là hai à, chứ không có vụ mà nói một hai ba là không có. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Nói thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng cho cha, thiệt tình là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau rồi bữa cửa giữa đường anh không có. Hỏi như vậy bữa cửa bữa đường em không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy, anh nói ở huyện gì anh em quên anh rồi. Ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đỡ đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số à. Xa dữ vậy hả? Trời đâu có xa đường, bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à, còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Phải không vậy? Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau tận đáy lòng của mình, rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay nhìn thẳng vô nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em, 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi, nhìn nhau rồi em gái hát đi. Cái này em bị gài. Hát cái gì đi đó. Dạ, mà nó nghe nè, hai cái giọng của tụi em á giống nhau á, hát bài chung đi. Ừ, nhớ nát băng nút nha. Năm đó không kỹ lắm. Ừ, hát bài chung đi cưng. Dạ, giờ muốn hát bài chung á anh Ho, giờ em muốn song ca luôn nè. Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài hai đứa mình yêu nhau mà. Rồi vậy anh hát, như là em hát em trước nha. Em đúng rồi. Một câu thôi nha. Câu thôi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, và biệt con đường dạng lá me bay. Ngày hai ta chiều đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Trời ơi, hợp quá trời đất luôn. Trời đất quá ơi, quá trời hợp luôn. Mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười, qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung. Qua đẹp thì phải có mùi xuân, gái đẹp thì nhờ cái nết na dịu dàng. Cho chàng quả tay ạ. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Em quyết định lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ. Thì đặt để... bấm thì là đặt vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Đây, để tay tay trái kìa. Rồi nè, 1 2 3 có bấm không nè? Nữ. Rồi bấm luôn rồi đó. Nhớ lát bấm nút nha. Nhưng bấm đó không kỹ lắm. Chúng ta một, sẽ quyết định hai, bằng 3 tiếng đếm. Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Ờ, xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép được hôn cái. Hôn cái em. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn tên gì không nhớ. Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hôn rồi luôn. Thôi để chừng nào anh nhớ đi, rồi tự anh ráng về anh nhớ giận đi. Rồi đó, giận lẫy rồi đó. Giận luôn. Giận luôn. Nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ như là tên Tân anh. Tại vì em có thật xấu em hay quên, chứ không có gì hết trơn á, ngoài ra cái đó cái gì cũng tốt hết. Thì em nghĩ em là ngoan đạo ghê luôn á, thiệt à. Bây giờ em nói đi, sao chỗ cho cái tên lại đó. Nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc, chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì lấy không có lấy gao ra giận hờn thù quán. Nói đi, nói cái ôm cái coi bắt đầu nào. Dạ, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, không có sao. Tên gì? Ngọc Dao.
À, chúc hai đứa sẽ sớm về chung một nhà nha. Dạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha.